Lời đầu xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Auto trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube đang phát triển. Được sự quan tâm cũng như là tin tưởng ủng hộ của anh em chơi Auto trên miền Tổ quốc, thì hôm nay em đang tiếp tục về 10 cái sản phẩm đầu đĩa CD để phục vụ các bác. Và em xin giới thiệu sơ qua về cái hình thức mua bán hàng bên em. Thì hàng về tình trạng như này á thì em chưa vệ sinh nên là và chưa test. Nếu bác nào mà ưng sản phẩm nào mà chuyển đủ tiền đặt mua thì em được bao ship, và sau 2 đến 3 ngày sau khi nhận tiền á thì em sẽ vệ sinh xong và em gửi hình ảnh cũng như video trước khi gửi hàng đi cho bác chủ được biết. Nếu bác nào mà ưng thì em gửi hàng đi, và không ưng thì em hoàn lại tiền 100% cho bác. Trong quá trình nhận hàng, kiểm tra sản phẩm bên em bị lỗi, các bác giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận là thùng xốp em đã gửi cho các bác và gửi lại em. Đấy. Em kiểm tra đúng lỗi như các bác nói thì em hoàn lại tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác theo ý của mình. Đấy là hình thức mua hàng bên em, các bác yên tâm nhỉ. Đấy. Và hàng bên em thì không bảo hành trong quá trình sử dụng nhé, em chỉ bảo hành đến lúc các bác nhận hàng thôi ạ. Còn trong quá trình sử dụng, nếu như sản phẩm có sự cố, đúng không? Bởi vì hàng bãi mà sử dụng rất là nhiều năm rồi, có sản phẩm rất là bền theo năm tháng, nhưng có sản phẩm thì dùng vài ngày hoặc là vài tháng nó sẽ sự cố, thì hư đến đâu thì chúng ta sửa chữa đến đó. Nếu như các bác không có thợ sửa thì các bác gửi lại em sẽ cho thợ xử lý cho các bác. Đấy. Và cái phí thì các bác sẽ thanh toán giúp em. Đấy. Thì bên em là chỉ hỗ trợ các bác trong việc sửa chữa thôi. Và một điều nữa là gì, em chỉ gửi hình ảnh cũng là video đấy cho bác nào chuyển tiền cho em đó nhé, chuyển tiền cho em. Còn những bác mà không chuyển tiền mà bảo em chụp hình video thì bác thông cảm giúp em. Khi nào em làm cái video test nên thì các bác xem ưng thì mua đó nhé. Đấy. Vì là thời gian để em phục vụ các bác đã chuyển tiền cho em đã. Đấy. Và các bác cũng có thể đặt cọc giúp em là 500.000 đấy. Chứ bên em thì không ship COD, mong bác thông cảm. Đấy. Và em xin giới thiệu luôn là em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907-223-269. Bác nào ở gần thì đến nhà em để chọn lựa sản phẩm. Còn bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ qua hotline của em. Đấy, và kết bạn Zalo theo số em đã giới thiệu trên kênh. Đấy. Để cho dễ trao đổi. Rồi. Và em cũng xin vào báo giá luôn từ bên trái qua bên phải để cho các bác chọn lựa. Thì hôm nay hàng về thì có những sản phẩm rất đặc sắc, chẳng hạn như là Sơn Sui này, Victor này, rồi hãng CSC này, Sony này, Yamaha này, The Long này, Kén Nuốt này, Ma Răng này, đấy, để cho các bác chọn lựa. Đấy. Rồi em đi vào báo giá luôn. Thì sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay thì em muốn nói đến là một chiếc đầu của hãng The Long ạ. The Long, model của nó là DCD 1700. Đấy, lâu lâu em mới về một con này. Con này về phần ngoại hình cơ bản là đẹp các bạn ạ. Đây có một cái vết xước đây. Cái này em chấm sơn là đẹp thôi. Mặt mũi đẹp, vuông thành sắc cạnh nhau nhé. Con này có hình rất là gấu, nặng đấy ạ. Con này nặng phải 90 cân đấy ạ. À, khủng khiếp đấy. Con này dùng mắt của nó, mắt dễ thay thế thôi, 1 2 3 dễ thay thế. Chiếc đâm của em này thì quá là dày dặn rồi. Đấy. Cũng hiếm lắm các bạn ạ. Rồi thì chiếc đầu đỡ lông DCD 1700 này em bán với giá là 2,8 triệu đồng không nhá. Đấy. Trước em bán một con là nó xấu hơn một chút thì bán 2,5 triệu. Con này thì về tình trạng nó cơ bản là đẹp. Em bán là 2,8 triệu đồng không nhá. Giá em đã bao ship luôn rồi. Không nhá, giá trong giá em đã bao ship rồi. Đấy. Rồi, tiếp bên trên này là chiếc đầu khoảng đầu lông tiếp với model của nó DCD 1400. Em này cũng rất là nổi tiếng rồi trong phân khúc tầm ít tiền đây. Đấy, con này thì chất âm của nó rất là dày. Nhá. Mắt đầu tốt, con này mắt 182, đọc rất là tốt, không kén đĩa, rơi vào dễ thay thế thôi ạ. Đấy. Ngoại hình đẹp, mặt mũi đẹp quá nhé, cơ bản đẹp. Đây chỉ có hơi vết một chút thôi này. Đấy, cơ bản là đẹp. Đấy. Thì chiếc đầu đuôi lông 1400 này em bán với giá là 1,8 triệu đồng. 1,8 triệu đồng. Tiếp đến phía trên này là chiếc đầu cẳng Kenwood với model là DP5090. Thì con này về cái tình trạng thì nó mất cái lúm rồi. Đấy, bác nào mua thì em sẽ kiếm một cái lúm tương tự để em lắp vào cho bác nhé.
Đấy, không biết là nó rơi đâu. Đấy, thì mặt đây có cái xước đây. Con này cho ra chất âm là 24 bit các bác nhé. Rất là sạch sẽ và chi tiết này. Đấy. Sẽ chi tiết mặt phay nhôm các bác nhé. Phay nhôm màu vàng. Phay nhôm màu vàng. Đấy. Con này thì mắt đọc sáp cũng dễ thay thế đấy ạ. Size lớn, size con vuốt là size 44 các bác nhé. Chiều cao nó chắc tầm khoảng độ 13 đấy. 13 cm đấy ạ. Đấy. Giá chiếc đầu Kenwood 5090 này em bán với giá là 2,8 triệu đồng. Đó nhá. 2,8 triệu đồng. Rồi. Tiếp đến phía trên này là chiếc đầu của hãng Mazang với một đen là CD 5400. Đấy, con này thì dùng mắt đọc của Soli rồi, cũng rất dễ thay thế và không kén đĩa rồi. Đấy. Chất âm của Mazang các bác biết rồi, rất là ngọt ngào và chi tiết. Đấy. Mỗi em này cơ bản đẹp nhé. Cơ bản đẹp. Đấy. Chắc chân giắc con này cũng đầy đủ cùng kết nối này, chân giắc là mã vàng luôn, rất là đẹp đây. Mắt đọc thì Sony dễ thay thế rồi. Thì con Mazang 5400 này em bán với giá là 2,5 triệu đồng. Đúng nhá. 2,5 triệu đồng. Rồi, tiếp đến bên trên này là chiếc đầu của Sony với model là CDP-XE 500. Đấy, con này thì dùng mắt 2,3, dễ thay thế thôi. Con này đọc tốt. Đấy, đọc tốt đó ạ. Giá của chiếc đầu Sony XE 500 này em bán với giá là 1,1 triệu đồng. Đúng nhá, 1,1 triệu đồng. Rồi, tiếp sang đây là chiếc đầu của hãng Yamaha. Thì lúc trước em về có một con Yamaha cũng như này nhá, và lúc này em về một con CDS 300. Con này dòng đời mới. Đấy, thiết kế mặt phay nhôm dày, giọng hay en đấy ạ. Thì về tình trạng con này nó có cấn đây, con này đấy, bị cấn này. Đấy. Rồi đây. Đây có bị cấn đây. Đấy. Vết xước nhỏ đây ạ. Đây nữa. Mặt phay nhôm thiết kế hiện đại. Đấy. Con này có cả kết nối với lại iPhone, iPod này, cắm jack cáp này được, và dùng USB nữa luôn. Này con này thì là mắt đọc cũng rất dễ thay thế thôi và không kén đĩa, chất âm hay rồi, con này rất là hay rồi, sạch sẽ rồi. Giá của chiếc đầu Yamaha S300 này thì con này tình trạng nó bị cấn chày thôi em nhé, thì em bán với giá là 2 triệu đồng anh em chơi. Đấy, 2 triệu đồng. Tiếp xuống bên dưới này là chiếc đầu của hãng Soli với model là CDP-XB 920. Con này về tình trạng cơ bản nó đẹp, chỉ mỗi cái lúm này không biết sao nó bị gãy chỗ này. Đấy, đây này. Rồi em cố gắng kiếm cho các bác cái lúm phù hợp cho đẹp. Đấy. Đấy, con này về tình trạng cái nó có cục chặn đấy ạ, cục chặn phía trên này của máy này, của máy thì nó không còn, thì em là phải kiếm một cái khác để chặn đĩa cho các bác. Đấy. Nói chung là một cách phù hợp và chặn phù hợp để cho bác chơi. Đấy. Thì trước đầu Sony XB920 này em bán với giá là 3,5 triệu đồng thôi nhé. Đấy, còn con đẹp đầy đủ thì nó bán cao lắm, bạn trên 4 triệu hết đấy ạ. Đấy, chứ không rẻ đâu. Con này mặt phay nhôm dày lắm, phay nhôm dày. Đấy, chất âm hay. Đấy. Em bán 3,5 triệu đồng thôi ạ. Tiếp xuống phía dưới này là chiếc đầu của hãng CSC. Đây là một thương hiệu của châu Âu đấy. Đấy. Là dòng đời mới, cũng nhiều bác cũng chưa chưa biết được con này. Con này có lúc này có hơi hơi cấn một chút này. Đấy. Cái đẹp không nhá. Cái đẹp, con này là CC, mã của nó là C330. C330 trước em về một con là con C330 ER. Đấy. Rồi. Đấy. Con này mặt phanh nhôm không nhá, mặt phanh nhôm được sơn màu đen. Đấy, chất đâm con này rất là hay đấy ạ, rất là hay đấy. Bác khách trước mua một con của em mà khen quá trời luôn, giá thành rẻ, chất âm hay, bởi vì nó là cái thương hiệu này nhiều người không biết đến. Đấy, thì nó không được giá thôi ạ. Đấy, chất âm của nó 24 bit cơ mà nhé, 24 bit rất hay đấy ạ. Giá của chiếc đầu này em bán với giá 3 triệu đồng nhé, 3 triệu đồng. Đấy. Đẹp hiện đại. Rồi, tiếp xuống bên dưới em lại về một chiếc đầu quảng Victor với model là XLZ531. Con này thì giải mã K2 rồi. Đấy, mã K2 rồi. Con này thì cũng khá nổi tiếng rồi đó nhá. Ngoại hình cơ bản cũng đẹp, đây cũng có cấn một chút đây. Dưới này. Đấy. Mặt mũi cơ bản sáng sủa, đúng không ạ? K2 thì là một cái dạng mã đăng ký của hãng Victor rồi. Mắt đọc cực tốt rồi, châu bò rồi. Giờ con này em bán với giá là 2,5 triệu đồng. 2,5 triệu đồng luôn ạ.
Đó, tất cả bên em là bao ship luôn, có chịu nhận hàng thôi. Rồi, tiếp xuống bên dưới này là về một cái siêu phẩm tàu CD của hãng Sơn Xui với model của nó là 717D NTD là Limited Edition đấy ạ. Đấy. Trước đây em về 6 7 tháng trước thì em về đâu gần một gần 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 một năm đấy ạ. Em về một con là 717 17 Extra đấy, cũng rất là đẹp. Đấy, và con này nó là dòng Limited, dòng hiếm rồi đúng không nhá. Bản thân dòng đầu Sơn Xui đã hiếm rồi, về cái đời này Limited là đời giới hạn rồi đúng không nhá, nó đẹp. Thì con này về thì tình trạng cái mặt kính cũng có cái vết sức nhỏ nhỏ thôi nhá. Đấy, cơ bản là đẹp các bác ạ, còn là đẹp, hồi gỗ đẹp. Đấy, hồi gỗ đẹp này, nhìn hồi gỗ này đây. Đây, đấy gỗ rất là đẹp nhá. Đấy, mặt gương nhá, mặt gương đấy rất là đẹp các bác, đẹp và hiếm nữa. Bác nào mà có những chiếc âm ly Sơn Xui đời đầu đầu 7 trở lên ấy, đặt nó vào là tuyệt vời, đầu 7 đầu 9 thì tuyệt vời luôn. Đấy. Bác nào mà thích dòng Sơn Xui thì đặt mua ngay, không, không còn đâu các bác ạ. Đấy. Con này thì giải mã mát rồi. Chất âm của nó rất là sạch sẽ và hay rồi. Mắt đọc thì mắt đọc rất dễ thay thế đúng nhá. Để thay thế thôi. Đấy. Mà không kén đĩa. Giá của chiếc đầu này thì giờ về thì cũng có cái hơi vết sức nho nhỏ thôi, mặt kính này đấy, mờ lắm, không không đáng kể đâu ạ. Đấy, và cái phần đắp lưng có cái vết xước nhỏ. Thì em này bán với giá là 6,5 triệu đồng có nhé, 6,5 triệu đồng một chiếc đầu quá đẹp, nó cũng nặng lắm các bác ạ. Đấy, mặt đọc cũng rất dễ thay thế rồi, chiếc tâm hay rồi. Đấy, giá chỉ có 6,5 triệu đồng thôi ạ. Em bao ship toàn quốc cho bác luôn. Đấy. Rồi, ở đây là 10 cái sản phẩm em phục vụ các bác trong ngày hôm nay. Đấy, bác nào mà có ưng sản phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp ngay cho em. Đấy. Số điện thoại của em là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào. Hẹn gặp lại các bác ở phía sau ạ.